Hey, good morning nè. Này á, chân là nghĩ cứ nhung nắng mà thời sự lại mối cứ nhung thời an sẽ hơi buồn nắng. Dạ thế mà anh cho thời an đấy thì lúc an mà ngày nắng cứ ở ở ba hai chị ngồi cùng cùng mặt mình thay đặt so thay tâm thanh nhẹ. Dạ. Chắc nhưng mà thời sự lại cứ được hơi buồn ổn nắng cứ nhung nắng an đi ở trọ trắng tạ là sự. Ai mình bạn màu này nè, thêm mới. Start to unicorn. Chúng mình luôn cho vào đó chặt đầu tiên mỗi từ set the table. Chúng bọc hai mối chặt đó. Khi ông Moni nói như vậy rồi chặt thật chứ. Chúng mình chọn chapter 2, chọn chapter 3, chẳng nhìn chọn phải nào hình thay rồi mà chapter 4 mỗi kỳ sự tầm biến hùng vật ở phụ tổng ọc. Chẳng tầy nhầm ăn chấp kỳ chuyên nâng bạc màu bình flashback màu bình, yes. Ok, chẳng nhầm là apply the bạc sắp mập hay, chẳng bạc sắp mập hay, chẳng bạc nâng phòng biến này khả nông khắp hạt bà nhìn đá cứ bạc sắp hiện rồi đồ bỏ bà hát, một thầy giờ đây bị cả hạt bà, yes. Chapter 4. But every chapter will mean homework. Okay, and I didn't change position at all. This is my view. Chẳng nhung tay sẽ làm mưa đàn chơ sá. Một nơi bây giờ sẽ làm mưa đàn chơ. Vì nó chú ý để dùng sát xoay đàn kinh. And then I will come back, okay? Mọc bay cả là hay.
dân xa mong phí và mà mong cả là hãy dân chọc đón chapter 9 và dân xa mong phí tiết sân công an mùi tiết. Yes, em biết tôi phải đăng tế hài, xin thông nào hiểu cho chụp video mới đi. Bye bye.